trên trục 8 cung đường ở thành phố Đà Nẵng. Một nhà cô bác chứng minh hướng dẫn cô đã hóa con người của ta thơ qua đọc của gặp mình là có gì giữ đi. Ở dưới là bằng bề phải ở tay là bằng chư thần công minh mà có chư thần mà trên bàn tay còn dưới là bằng âm binh bề phải của các chư thần thì con cũng không mà cô quốc chư quốc trong đây chắc chắn chắc được cái phù hộ cho đại đồng bình an nhân từ anh hay đoàn cái cây núi dưới ngang này nọ con xin hết cũng xin sẵn chào chị về đây đáo điện trường từ vô lúc này ở đây đáo đồng ghế đồng dùng luôn đây đọc xin thảo sư đọc của con được bình an vô sự vạn sự như ấy cũng chờ thôi. Anh em tay dưới như thế này thì cái chung là việc tay cái đoàn tết chẳng đi đâu đi tết thử luôn này nó cần đi tết mà rồi anh nào thắp hương thì giải pháp đi thẳng đi cắp đây đi cắp đây luôn anh thắp cho đây mấy cái ngon dưới ra nam ca dưới thôi đồ bỏ rồi đồ bỏ rồi Thầy đang từ lấy nhà đây mình xin luôn rồi đây. Thầy Nam lấy nhà đây xin luôn rồi đây. Công nhân về đây này cũng vậy. Con thì cũng xin nhờ về đây này cũng Thầy Nam. Thì cũng cuối niên thì chúng con xin lấy nhà 11 tháng 12 năm. Để mà thẳng về đây chuyên môn giúp đỡ thì chuyên môn về đây để lệ chuyên môn giúp đỡ cho anh em có hậu sự độc của con thì cuộc người mà khó khăn trên đường đi đến nơi gì đến con mà anh chào tôi mà nó đi chơi đồ anh chào tôi thì chết mẹ rồi. Xin nhờ đang đột cho mặn phải hay xin nhờ đó rồi không anh em đột cỡ 50 thì mình đột 60 dạ, dạ, hơn. Bánh mì nó sâu luôn thà ơi anh hơn ở đây dưới này đam lại cho cô bóp thương con rồi con đột cỡ 50 ông bề tay cho 60 được rồi.
không đủ 95% nha. Tôi xin kết thúc lời về câu lạc bộ xe đạp sông nước Mong Cải của mình. Từ thở đầu tiên là có được là ba người, tôi anh Trường, anh Mạnh, anh Tông Tăng, rồi các trang phục thì quân sĩ lẩu, Tông Tăng, Toán, thật sự rất là vui. Rồi về cái chương trình hoạt động của nay mình làm được những cái mà cuối năm những cái câu lạc bộ khác là nhiều năm họ mới làm được, nhưng mà mình có một năm á làm được rất là nhiều việc, tức là thành viên nó lên cái nhanh, tức là từ 3 người trở lên 19 người cái gì nữa là cái trang phục là mình bữa nay là gần như là người ok rồi, mình thành các curator mới chuyên nghiệp rồi. Rồi về những hoạt động mình làm được là năm vừa rồi là mình có đi vượt một chuyến, rồi mình cũng bầu ra ba ủy viên của ban đại diện của câu lạc bộ là gồm 4 người, là mình, anh Toản, anh Phương, anh Mạnh, anh Hai là đại diện cho anh em trong câu lạc bộ của mình. Thực sự là rất là vui. Tôi xin có những cái phương hướng 2021 này, tức là 2021 này là chắc khả năng là cả một tháng là riêng là nay mình sẽ tổ chức ra mắt, là nay mình chắc cũng mỗi người mỗi việc, mỗi người một khoảng, là phụ trách một khoảng, rồi cho nên cái thành công đâm tay vỗ lên keo. Thực sự là cái hội của mình là không có nhiều nhân tài lắm, mà bữa nay là tôi thấy là cái mà người ta không làm được, những cái câu lạc bộ khác là không làm được mà mình làm được, là tôi xin nói với anh em là cũng có một cái gọi là anh em tương trợ với nhau trong vấn đề tài chính, tức là hỗ trợ mua xe. Những câu lạc bộ khác người ta không làm được nhưng mà mình làm được rất hàng ngày, là xin tôi đại diện cho anh em trong câu lạc bộ là xin cảm ơn anh Thanh với lại anh Hai rất là nhiều. Tạo được nhiều. Những cái mà anh em không làm được mà câu lạc bộ khác không làm được mà mình làm được, đó là bằng tiếng dương. Rồi cái cuối cùng là trong năm vừa qua là tổng cộng cái km mình đi được đó là Strava nó đến cho mình đó là quân mạnh nó là được 7.600 cái số chạy. Là 7.000 lại lại mà mình cho là 7.600 cái số. Tức là mình đi Sài Gòn được cỡ 8 chuyến đó. Là mỗi người đó nè, mỗi người đó. Còn mình cộng lại 19 người thì nhiều lắm. Là anh ơi, ta sống là bao.